Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lệ Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đề tài chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Mình gần đây cũng lướt Facebook theo dõi một số anh chị em các bạn, một số ông bà anh chị các bạn có những cái đề tài tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, cái sự khác biệt, và rất nhiều người gần như là họ ca ngợi cái chủ nghĩa tư bản. Họ cho rằng xã hội chủ nghĩa vẫn còn làm trì trệ cái sự phát triển của đất nước, hoặc là nó còn rất là nó không tốt rồi vậy thế này thế nọ, và lên án cái xã hội chủ nghĩa. Thật sự ra thì nếu mà các bạn sống trong cái chủ nghĩa tư bản, mà cái quý vị mà làm ăn hay là dính dáng tới vấn đề pháp luật, thì các bạn mới thấy rằng cái xã hội chủ nghĩa nó ưu việt hơn. Mà nói về tư bản chủ nghĩa, có nhiều người họ rất là mơ hồ, bởi vì họ nghĩ rằng ô, tư bản chủ nghĩa là anh muốn làm gì anh làm, anh cứ ra ngoài kia là cứ làm thôi, tại vì tự do mà, tự do là tôi muốn sống sao tôi sống, tôi muốn làm gì tôi làm, chẳng ai được quyền cấm cản hay là ngăn chặn tôi hết. Nó hoàn toàn không như vậy. Các bạn biết, ở cái tư bản chủ nghĩa, tất cả mọi thứ nó đều nằm dưới cái bộ máy chính quyền cầm cờn, mà hàng năm nó phải bỏ ra gần 2.000 tỷ đô để đặng mà nó duy trì cái cơ chế hoạt động của nó rất là khủng khiếp. Nhưng mà các bạn nên nhớ đi, những cái đồng tiền đó mà nó tung ra như vậy thì nó sẽ tạo lên những cái pháp luật và sự răn đe trong một cái xã hội. Tôi nói anh chị các bạn, tư bản chủ nghĩa, một cái người đi bán bưng mà gọi là bên Việt Nam có bán, bên Mỹ có bán hàng rong nha, các bạn đừng nghĩ Mỹ có bán hàng rong nha, bán hàng rong mà không xin phép á, mà không có giấy phép thành nghề, nó gọi là license, rồi phải xin giấy phép, rồi phải đóng giấy môn bài, rồi phải làm đúng theo cái tụi FDA bên ngành thực phẩm. Chàng ơi, chặt một cái đi rồi sẽ thấy thế nào là tư bản chủ nghĩa. Đấy. Còn những người mà giống như mà chỉ đi lao động làm nhân công, nơi phần nhiều những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại vậy, làm lao nô cu ly thế mẹ luôn. Thì lên đó làm rồi từ sáng đến chiều tối làm hết ngày này ngày nọ, lãnh lương về rồi bắt đầu đi ra đó cầm đồng tiền, bắt đầu phung phí rồi xài, rồi nghĩ rằng cho là tư bản chủ nghĩa là số 1. Nhưng thực chất các bạn nghĩ đi, ngay cả tôi nói về vấn đề luật đất đai, nhà cửa, nói rằng là đất đai là sở hữu của toàn dân, tôi nói là bên Mỹ đó nha, nhưng thật sự thằng chính quyền nó nắm hết chứ hả? Có người nào mà nắm được cái tờ giấy mà ở như Việt Nam mà sổ đỏ, sổ mà gọi là quyền sử dụng đất như ở bên Mỹ đâu? No. Nó nằm ở quận, muốn cái hồ sơ đó, mỗi người có cái con số mà làm chủ bất động sản đó, thì có một con số nó kìa trong cái ní, cái hồ sơ đó, thì xuống dưới quận, quận nó cho con số đó, nó cho tờ giấy copy, cái photocopy mình có làm chủ miếng đất đó. Chứ không phải là như Việt Nam là anh có cái ní là cái sổ đỏ, cái chủ quyền. Còn cái chủ quyền của Mỹ thì nó hằng sở tài nguyên môi trường, nó nắm tất cả dưới quận hết, nó giao dịch thuế bất động sản được không vậy? Tất cả mọi thứ gì làm cũng đều phải luật pháp hết. Tôi nói chị các bạn, ngay cả truyền thông đồ, bất cứ mọi thứ hết, truyền thông thì nó có luật liên bang, nó gọi là FCC, Federal Communication Commission. Bởi vậy tụi truyền thông ở bên Mỹ nó không có nhốn nháo giống như truyền thông ở Việt Nam. Anh lên mạng mà anh lên mạng xã hội, hay là anh lên mà các kênh mà truyền hình đồ mà anh phát sóng bậy bạ là anh chết với nó. Các bạn biết, ngay cả con Janet Jackson, nó chỉ hát với lại vũ công của nó, thằng Jason vũ công của nó thôi, mà
mà sơ một cái nó bị gắt cái áo ngực thôi là nó phạt, nó bị phạt tơi bời ba lá. Cho nên cái luật pháp chỗ của cái chủ nghĩa tư bản, tất cả mọi thứ anh làm cái gì anh cũng phải thông qua một cái pháp luật. Và cái chủ nghĩa tư bản nó đi xa hơn cái xã hội chủ nghĩa rất là nhiều, bởi vì nó copy của cái xã hội chủ nghĩa nha anh chị các bạn, chứ không phải các bạn nghĩ gì đâu. Nó copy, nó lấy cái mô hình của xã hội chủ nghĩa ra, nó copy và nó biến chuyển, nó mị dân à, có nghĩa là nó lấy cái người đi làm, đóng thuế, nuôi cái người không đi làm, và nó tạo ra một cái phúc lợi xã hội rất là lớn. Bởi vì đó là cái mô hình nó áp dụng của xã hội chủ nghĩa đó anh chị các bạn, nó áp dụng rất là triệt để. Anh đi làm hiện nay nó ở bên Mỹ đó, theo cái tụi mà cầm quyền mới hiện nay của bọn dân chủ đó, là tất cả những ai đi làm mà là 600 đô là phải khai thuế đó. Các bạn biết ở bên Mỹ nó nắm chính sách, nó nắm về đời sống dân sự đó. Anh mà bỏ tiền trong ngân hàng hay anh làm từ thiện bất cứ gì vậy, nó nắm hết, nó biết hết. Anh mà gian lận cái là hàng sao thế vô nó sờ gái anh liền, là hàng chính phủ liên bang nó nhập vô, nó ập vô cái là anh từ chết tới bị thương. Chứ không phải Việt Nam muốn làm từ thiện thì cứ ra đó cái lừa dân rồi lên trên mạng rồi hô hào rồi nãy nọ, các bạn thấy không đấy. Nó Việt Nam thực sự ra mình chỉ bước theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng mà mình chưa thực hiện được cái khối xã hội chủ nghĩa. Họ họ vẫn phải tìm một cái hướng đi làm sao cái xã hội, hướng đi cho cái xã hội chủ nghĩa cho nó trong sáng hơn và cho nó phù hợp với người dân hơn. Còn ở cái tư bản chủ nghĩa nó copy cái xã hội chủ nghĩa rất là khủng khiếp. Nó dùng đồng tiền và sức mạnh của cái nhóm tài phiệt của nó để đặng mà nó cai trị, cái dùng nó cai trị chính sách ngu dân, các bạn thấy không? Đấy. Ở cái tư bản chủ nghĩa nó lấy hình bất cứ người nào, một người đi làm anh phải đóng thuế nuôi lại ba người khác không cần biết, nó chia ra đấy. Rồi những người nào mà không có khả năng đi làm là những người đi làm phải nuôi cho những người kia, nó lấy thuế đồng thuế của người này nó nuôi qua những người khác và nó tạo ra cái phúc lợi xã hội. Chính vì vậy mà những thành phần mà xuyên tạc chống phá đó, hay một số những người Việt mà khi mà họ ở Việt Nam họ sa cơ thất thế cuộc sống của họ đó, họ qua Mỹ rồi họ lợi dụng cái phúc họ lợi xã hội đó, họ ăn bám vào những cái mồ hôi nước mắt của những người khác và họ cho đó là chủ nghĩa tư bản ưu việt đó, họ cho đó là chủ nghĩa tư bản là tuyệt đỉnh đó. Còn ở Việt Nam mình các bạn nhìn đi, ngay cả những người đi bán bưng thế này thế nọ, họ cứ tự tại họ bán thôi, ngoại trừ họ làm điều gì đó sai trái với lại cái đạo đức thuần phong mỹ tục của người dân Việt Nam thì họ mới bị phạt thế này thế nọ. Giống như cái bà mà bà bán gánh bưng soi về thấy thì thấy tội, bà bán mà bà lấy nước người ta ăn rồi nước ta uống rồi bà đổ ngược chơi vô lại thì các bạn thấy không, thì bà mới bị cộng đồng mạng người dân họ lên án rồi chính quyền mới vô vào cuộc để đặng xử phạt bà. Còn ở Mỹ thì các bạn biết khi mà đụng tới vấn đề mà buôn bán nhỏ lẻ mà đụng vô pháp luật là anh mà xê xích cái là từ chết tới bị thương. Đấy, có nhiều người tôi thấy tại vì họ lên mạng cái họ cho rằng chủ nghĩa xã hội còn đi theo cái sự định hướng, nó còn chưa có phát triển thế này thế nọ, nhưng mà thực sự ra đất nước mình như vậy là tôi nói với các bạn rất là tốt. Ngay cả về ngành điện lực cũng vậy, có nhiều người họ chưa cho rằng ngành điện lực Việt Nam yếu kém và ngành điện lực Việt Nam đã vô cứ lỗ suốt, cái đó là chuyện bình thường thôi. Nếu mà ông nhà nước mà ông lời quá thì dân mới khổ đấy, các bạn thấy không? Ông phục ông làm điện mà ông lấy lời không à, thì cái đó là dân mới 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 mình mới than phiền đó. Mà ông lỗ kệ ông, mà ông cũng lấy thế mình, ông lấy thế dân, ông lấy thế đầu này đầu nọ, ông bù lỗ hoài, miễn sao điện của mình nó ổn định thôi, mình có đồng cái dòng điện mình xài cho nó ổn định cuộc sống thôi. Mà nhiều người họ không hiểu, họ lại nhìn qua cái chủ nghĩa tư bản họ vào phê phán, họ than trách. Mà trong khi đó cái thằng chủ nghĩa tư bản nó cũng dữ dằn lắm,
Các bạn biết về cái ngành mà điện bưu điện của thằng Mỹ không có năm nào mà nó lỗ năm năm sáu tỷ, có năm lỗ cả chục tỷ, nó lỗ mấy ngàn tỷ rồi từ mấy chục năm nay, mà hàng chính phủ Mỹ không có cách nào mà xóa bỏ được hết. Tại vì nó phải duy trì cái ngành bưu điện của Mỹ, của chính phủ Mỹ. Nó thằng chính phủ Mỹ, nó là cái thằng bưu điện đó, là chính cứ là chính phủ nó cầm quyền á, chính phủ nó quản lý đó, không có cách nào hết trơn á. Hãy nó buông ra thì nó sẽ làm tê liệt cái nền kinh tế của Mỹ, tại vì nó quá lớn, thì cả nước Mỹ nó thuộc về liên bang mà, nó thuộc về liên bang, anh chị các bạn thấy đó, cho nên nó không bỏ được, năm nào cũng lỗ 6-7 tỷ, 5-10 tỷ, khủng khiếp lắm kìa. Nhưng mà ở Việt Nam á, nhiều người họ không hiểu, họ thấy điện, họ xài điện mà có nhích lên chút á, thì bắt đầu họ than, họ trách móc và nói rằng chính phủ Việt Nam đi theo cái định hướng là không có làm cho người dân vất vả về tăng chút xíu điện lên, một đầu dân la ông trời. Nếu mà tăng điện nó, nếu mà nó rẻ quá đó thì dân mình lại xài rất là phung phí anh chị các bạn. Cho nên tôi bình luận, tôi nói mình xài điện, nếu mà điện mà ông nhà nước Việt Nam mà ông cứ bảo hộ suốt gì đó mà rẻ quá thì dân mình họ họ phí điện dã man lắm, tôi thấy họ xài đó. Thì khi nhà cửa đồ cũng vậy, cho nên mình phải cùng chung tay nhau để đặng mà tạo ra cái xã hội nó ưu việt hơn, anh chị em các bạn biết không đấy. Cho nên cái vấn đề mà xã hội chủ nghĩa nó chỉ là một cái, nói chung theo tôi á, nó chỉ là một cái lý thuyết thôi. Còn ngày hôm nay vấn đề là ai là người lãnh đạo lái con thuyền vận mệnh đất nước, để làm sao cho cái cuộc sống của người dân ngày càng ổn định hơn và đất nước phát triển hơn, chứ không phải mọi thứ cái mình trách móc lên mạng. Tôi thấy cái vụ điện ở Việt Nam là đụng vô ông chính phủ, mà ông đụng vô một cái là bắt đầu dân lên mạng than khóc than phiền. Còn còn mà nếu mà tư nhân, đòi tư nhân quá, tôi nói chỉ các bạn biết, điện ở Việt Nam mà tư nhân quá, dân Việt Nam chỉ khóc kêu trời thôi. Ở bên Mỹ á, nhà tôi bên đó các bạn biết, mà tôi mà không gắn điện năng lượng mặt trời á, là một tháng á, tôi trả 650 tiền điện cái nhà tôi bên đó đó, các bạn nghĩ đi. Giá hàng lắm đó, tư nhân á, tư nhân hả, nó cứ tăng, nó thấy nó không lời đủ cho cái xe hô đời của nó, cho cái tuổi mà đầu tư của nó đó, nó tăng suốt, nó cứ tăng vậy đó. Còn ở Việt Nam ông chính phủ là ông hỗ trợ lâu lâu, tại vì cái vấn đề lạm phát và cái tình hình kinh tế thì mấy ông chỉ ra ý kiến thôi, là bắt đầu mạng dân mạng đồ nhốn nháo lên là tụi chống cộng rồi bắt đầu nhảy vô, tại cái người dân của mình dễ bức xúc lắm. Bởi vậy tôi thương cái ông chính phủ, những người lãnh đạo ở cấp cao là như vậy, họ cũng điên đầu chứ không phải các bạn nghĩ, vừa phải chính sách đối nội và đối ngoại làm sao cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh đất nước. Các bạn không có sống trong cái chủ nghĩa tư bản mà làm ăn mà hiểu về luật pháp, cho nên các bạn sẽ không nghĩ rằng là tư bản nó là ưu việt. Thực sự nó chỉ là một cái sự trá hình, và nó đi nó rất là tụi nó rất là ghê lắm. Nó copy, nó copy, phải nói là ngay cả chủ nghĩa Mác Lê nó cũng copy về để đặng mà nó sử dụng trong cái mô hình mà trị cái dân mà ở cái xứ tư bản. Nó dùng chính sách ngu dân mà ăn trước trả sau, khi mà ăn trước trả sau vậy đó, nó tạo điều kiện cho cái người dân của nó là nợ nần càng nhiều, thì cái tụi mà tài phiệt nó sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Các bạn thấy đó, như cái những vào những ngày cuối năm như năm nay đi, hiện nay tình hình về consumer là những người mà tiêu thụ đó, họ không có mua sắm nhiều như mọi năm, thì đầu năm các bạn sẽ thấy tình trạng thất nghiệp, layoff, phá sản, bởi vì cái tụi mà tài phiệt đó nó không kiếm được nhiều tiền. À, mỗi năm nó kiếm được 10 tỷ, năm nay nó kiếm được có 5 tỷ,
thì các bạn nghĩ đi, bắt đầu nó sẽ sa thải nhân viên và đời sống thì những người đó làm sao, nợ nần thì phải bắt đầu phải